Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Đồng, huyện Đắk Pơ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 2004-2024 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục chung và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, tập thể lao động xuất sắc, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm học 2023-2024, nhà trường có 250 học sinh, 32 cán bộ giáo viên, nhân viên, 5 tổ chuyên môn. Trường có 12 phòng học kiên cố tại khu trung tâm, 8 phòng học tại các điểm làng, đáp ứng đủ yêu cầu dạy học 2 buổi trên ngày. Xác định chất lượng giáo dục có ý nghĩa quyết định, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Đồng, huyện Đắk Pơ luôn đặt yếu tố này lên hàng đầu, đôn đốc và chỉ đạo sát sao nên chất lượng giáo dục hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch.